Tô Lâm có sử dụng con bài Nguyễn Thanh Nhàn IC để mặc cả tiếp với Thủ tướng hay không? Bà Nguyễn Thanh Nhàn là chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC, người đang bỏ trốn lại tiếp tục bị Tòa án Nhân dân TP.HCM lên lịch xét xử vắng mặt trong vụ án thứ ba. Trước đó vào cuối năm 2022, với vai trò chủ mưu trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu đưa nhận hối lộ xảy ra Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn đã bị Tòa án Nhân dân TP.HCM phạt đến 30 năm tù. Vào tháng 10 năm 2023, bà Nhàn lại bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với bản án 10 năm tù vì các sai phạm trong việc cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 7 tháng 7 đưa tin tiếp xét xử vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mua chuộc cán bộ ở TP.HCM. Bản tin cho biết Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ xét xử bà Nhàn, cựu chủ tịch công ty IC đang bị trốn truy nã, cùng với cựu phó tổng giám đốc IC Trần Mạnh Hà và trưởng phòng đại diện IC tại TP.HCM Trần Đăng Tấn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ vào ngày 10 tháng 7. Được biết đây là vụ án thứ ba bà Nhàn bị xét xử vắng mặt với cáo buộc gây thiệt hại 94,6 tỷ đồng trong vụ thông thầu Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM. Theo đó, bà Nhàn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ 6 lần với tổng số tiền 14,4 tỷ đồng cho ông Dương Hoa Sô, 64 tuổi, giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM để được trúng 8 gói thầu. Ông Sô bị truy tố về tội danh nhận hối lộ. Ngoài ra, bà Trần Thị Bình Minh, cựu phó giám đốc và ông Phan Tất Thắng, cựu phó phòng kinh tế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cũng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 8 bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo giới quan sát, bà Nhàn là một người có mối quan hệ chặt chẽ với các giới chức lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, đặc biệt là được thông tin cho rằng có mối quan hệ rất thân thiết với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trước đó vào tháng 8 năm 2023, truyền thông của Cộng hòa Liên bang Đức đã công khai tin bà Nhàn đang ẩn náu tại Đức sau một thời gian lẩn trốn ở Anh Quốc. Thông tin còn cho biết phía Bộ Công an Việt Nam có yêu cầu chính quyền tại Berlin phối hợp để dẫn độ bà Nhàn về Việt Nam. Tuy vậy, yêu cầu này đã bị từ chối và chính phủ Đức đã cảnh báo Hà Nội không được bắt cóc bà Nhàn trên lãnh thổ Đức một lần nữa, giống như vụ ông Trịnh Xuân Thanh trước đó. Hiện có ý kiến cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm là hai ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2016. Dẫu rằng Ngoại tuyên nội bộ khẳng định ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính đều là những đàn em của cựu Thủ tướng Bà Dũng, nghĩa là hai ông này cùng phe, nhưng trong cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực bậc nhất này sẽ không có sự khoan nhượng. Đặc biệt, những ngày gần đây trong các hội nghị quan trọng như Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương hay Hội nghị Quân ủy Trung ương, với sự vắng mặt của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì lý do sức khỏe, người ta thấy rằng Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều dấu hiệu làm thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương. Theo giới quan sát, những biểu hiện vừa kể trên thấy rằng khả năng cao Chủ tịch Tô Lâm sẽ giữ cương vị người đứng đầu của Đảng và Nhà nước theo mô hình nhất thể hóa, tức là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước của lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Tuy nhiên, việc này có thành công hay không cũng cần thời gian để mà xem xét. Dù rằng việc đưa bà Nhàn ra xét xử tại vụ án thứ ba là công việc của hệ thống tòa án, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng ông Phạm Minh Chính cần phải cẩn thận, dù rằng ông Tô Lâm và Bộ Công an được cho là đã bó tay trong việc đưa bà Nhàn IEC về Việt Nam, nhưng ông Tô Lâm vẫn có thể sử dụng con bài IEC để mà mặc cả với ông Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Lâm có sử dụng con bài Nhàn IEC để mặc cả với Thủ tướng Phạm Minh Chính hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Tin xấu cho phe Hà Tĩnh, Tô Lâm chuẩn bị lột chức Bộ trưởng của Đặng Quốc Khánh. Vào ngày 2 tháng 7, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bắt tạm giam hàng loạt lãnh đạo của tỉnh này, gồm bà Phùng Thị Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Phạm Văn Khuông,
cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, phó phòng giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Hà Giang cho biết cả ba cá nhân trên bị bắt tạm giam vì hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2021. Đây là vụ án nằm trong giai đoạn mở rộng của vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang. Liên quan đến vụ án này, trước đó vào tháng 1 năm 2024, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Bình, giám đốc, cùng ông Vũ Văn Xỉu, cựu giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang. Cả hai ông này đều bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước, gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định đấu thầu trong việc mua sắm, cấp trang thiết bị cho các trường học vào những năm 2019-2020. Và cả hai có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách của nhà nước, đặc biệt lớn đến hàng chục tỷ đồng. Việc Công an tỉnh Hà Giang bất ngờ tái khởi động vụ án tham nhũng với số tiền đặc biệt lớn ở Sở Giáo dục Hà Giang có liên quan đến cựu bí thư tỉnh ủy Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh. Được biết vào tháng 7 năm 2019, Bộ Chính trị đã quyết định điều động ông Đặng Quốc Khánh đến nhận chức bí thư tỉnh ủy Hà Giang thay cho bí thư Triệu Tài Vinh bị kỷ luật. Sau đó, ông Khánh tiếp tục tái đắc cử chức bí thư tỉnh ủy và là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Đặng Quốc Khánh là con trai của ông Đặng Duy Báu, từng là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005 cho đến đầu năm 2023, khi ông Trần Hồng Hà thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường để nhậm chức Phó Thủ tướng, thì người kế nhiệm chiếc ghế Bộ trưởng của ông Hà là ông Đặng Quốc Khánh. Trước đó vào ngày 25 tháng 6, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên với tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Theo giới thạo tin, ông Yên là trợ thủ đắc lực của Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Những điều vừa kể trên có liên quan gì đến những đồn đoán trên mạng xã hội cho rằng phe Nghệ Tĩnh là bệ đỡ và là lực lượng ủng hộ tuyệt đối cho Tổng Trọng đang là mục tiêu loại bỏ của ông Tô Lâm và Bộ Công an? Theo giới thạo tin, nhóm lợi ích Nghệ Tĩnh được Tổng Trọng hết sức ưu ái trong việc sắp xếp nhân sự. Số lượng ủy viên Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 phe Nghệ Tĩnh chiếm tỷ lệ rất lớn. Đó là chưa kể tới các chức vụ bộ trưởng các bộ béo bở, màu mỡ như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng được chia cho hai phe này. Ngược lại, khi lãnh đạo của phe Nghệ Tĩnh bị vi phạm kỷ luật, kể cả tham nhũng rất lớn, nhưng luôn được Tổng Bí thư bao che và không bị xử lý, đã có những cáo buộc cho rằng ông Trần Cẩm Tú từng nhận tới 2 triệu đô la của bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Nhưng cho đến lúc này, ông Tú vẫn bình an vô sự. Với cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, phe chiến thắng sẽ giành được chiến quả của phe bại trận và đưa người của mình chém vào để thế chỗ những vị trí quyền lực béo bở của đối thủ. Đối với phe Hà Tĩnh, khả năng cao sắp tới, các nhân vật như Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng và Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ bị lột chức. Thay vào đó là các nhân vật thân cận với Chủ tịch Tô Lâm và phe cánh của Bộ Công an. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin tin xấu cho phe Hà Tĩnh, Tô Lâm chuẩn bị lột chức Bộ trưởng của Đặng Quốc Khánh. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.